em ơi, có hàng mạng vừa về. Hàng mạng hơn nữa nó là một con súp cực kỳ đáng giá để anh em chơi và sưu tầm. Của Bow, của Mỹ anh em ạ. Hàng sản xuất tại Mỹ luôn. Hàng mạng vừa đấu giá về bóc thùng luôn. Cho anh em cùng xem cửa hàng test báo giá luôn nhanh cho anh em. Con súp điện này giá 5.500.000 đồng, bao ship luôn cho anh em chơi. Súp này nó có hai đường vào tín hiệu riêng biệt anh em nhé, CH1 và CH2. Đó, có nghĩa là hai kênh. Đây là công tắc nguồn power, còn đây là volume. Hàng Mỹ, hàng sản xuất tại Mỹ luôn. Bow Acoustic Bass System. Đó, hai bên này là hai lỗ thông hơi. Hàng đấu giá mạng về, đẹp kem. Anh em chơi những con súp Mỹ này thì chất âm nó đỉnh của đỉnh luôn anh em ạ. Đỉnh của đỉnh luôn. Nó ở trên tầm súp nhỉ. Mới nhất nữa là lại là thương hiệu Bow. Anh em muốn nghe rõ thì có thể đeo tai nghe hoặc là nghe qua bộ dàn âm thanh nhà các bác. Con súp này thì nó thích hợp cho anh em chơi karaoke trong phòng vừa thôi, tầm 30m2, 25m2 trở lại phòng kín, hoặc là anh em dùng nghe nhạc hoặc xem phim thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Nghe nhạc hoặc xem phim tuyệt vời luôn. Minh Audio Đông Hà Nội. Đây là tem, nó có các thông số cơ bản của sản phẩm. Đó, mặt dưới Acoustic Bass Checker. Con súp này nó nặng hơn 10 cân. Đó, dài tần từ 150 đến. Dài tần thì nó ghi đằng sau, còn cái này nó ghi là một cái thông số gì. Còn đây công suất là 60W 100V. Framingham cuối đây. Đó. Kết nối vào CH1 hoặc CH2, kết nối đồng thời cả hai thì chạy cả hai kênh. Bên trong đó là hai con bát 16, hai bát 16. Đó, đây là cách kết nối âm ly anh em nhé. Hàng đấu giá qua mạng, nóng hổi vừa về bóc thùng luôn. Anh em có thể đặt con súp này nhiều cách, đặt nằm hoặc đặt đứng như kiểu như này, hoặc dựng nó lên được. Đó. Kiểu như này cũng được này. Hoặc dựng như này cũng được. Đó. Đặt nào đặt nhá. Đây. Dài tần nó từ 150 đúng lại ghi này. Dài bát. Đánh cực hay luôn, êm. Những con như này thì nó mang giá trị chơi và hàng hãng, hàng thương hiệu. Súp thì trên thị trường có nhiều loại anh em ạ, nhưng mà chơi con súp Bow này thì nó mang giá trị chơi rất lớn, giá trị chơi và giá trị sưu tầm. 5.500.000 đồng bao ship cho anh em. Đây là đang chạy một mình nó anh em nhé. Bây giờ sẽ vặn kèm với volume của âm ly để chạy kết hợp. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ. Của Mỹ thì tiếng nó cực kỳ êm, tiếng nó thật, tiếng nó sâu anh em nhá. Vâng, giới thiệu như vậy cũng là khá chi tiết rồi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi Minh Audio Đông Hà Nội. Giá 5.500.000 đồng bao ship luôn cho anh em chơi. Hàng độc, hàng hiếm, hàng sưu tầm. Hàng bãi zin tuyệt đối anh em nhá, cấu tạo 2 bát 16. Xin cảm ơn.